Xin chào quý vị, chương trình truyền hình trên kênh 7 chiều và tối nay, thứ năm ngày 27 tháng 11, xin mời quý vị theo dõi những tiết mục sau đây. 12 giờ chiếu phim, phim truyện Trung Quốc hồi ức tập 33 và 34. 13 giờ 45 phút giai điệu bốn phương, 14 giờ 30 phút chiếu phim, phim truyện Hàn Quốc Jang Hae-bin tập 78, 15 giờ 30 phút thế giới giải trí. 15 giờ 50 phút ẩm thực Việt Nam, 16 giờ 10 phút thế giới đó đây, những người chứng thực chuyện lạ. 17 giờ chiếu phim, phim truyện Đài Loan, sân bóng tình yêu tập 24, 18 giờ bản tin kinh tế, 18 giờ 15 phút hãy hỏi người biết hết, 18 giờ 30 phút chắp cánh tương lai, 19 giờ những người bạn nhỏ, 19 giờ 30 phút em yêu khoa học tìm hiểu về vòng tuần hoàn nước, 19 giờ 50 phút thế giới 24 giờ, 20 giờ chương trình hát với ngôi sao, 21 giờ ký sự hành trình theo chân bác, 21 giờ 10 phút ký sự trở lại Volga, 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam truy tìm dấu chết tập 14, 22 giờ 15 phút tình trong nước, 22 giờ 30 phút